Kênh tạp chí online xin kính chào quý vị và các bạn. Chủ đề của video này là thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi. Theo các chuyên gia khuyến cáo thì nên bắt đầu tập ăn dặm cho bé khi bé được 4 đến 6 tháng tuổi. Thì khi đó hệ tiêu hóa của bé mới phát triển hoàn thiện, giúp tiêu hóa các loại thức ăn ngoài sữa. Tuy nhiên tùy vào sự phát triển của bé mà thời điểm bắt đầu ăn dặm sẽ là khác nhau. Đồng thời làm sao để biết bé 5 tháng tuổi ăn được những gì để lên thực đơn ăn dặm hợp lý thì hãy cùng tạp chí online gửi ý cho mẹ các mẹ nhé. Khi nào áp dụng thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi? Thứ nhất, miệng bé cứ mỗi lần, mỗi lúc rảnh rỗi là nhai tóp tép. Hai là thấy người lớn ăn là bé cũng bị kích thích miệng lưỡi và tỏ ra thích thú, đùa giỡn liên tục. Lúc này bé đã có thể ngồi khá vững. Thứ ba, bé đòi bú nhiều hơn bình thường mặc dù mới bú cách đó không lâu. Thứ tư, giấc ngủ bị ngắt quãng vì bé đòi ăn. Như vậy, nếu bé yêu của mẹ có các biểu hiện trên, mặc dù mới chỉ 5 tháng tuổi, thì mẹ vẫn có thể bắt đầu tập cho bé ăn dặm được nhé. Nguyên tắc dinh dưỡng khi lên thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi. Bữa ăn dặm là bữa ăn đầu tiên của bé. Trẻ ăn dặm sẽ được tiếp xúc với thức ăn ngoài sữa mẹ, thế nên mẹ cần tìm hiểu kỹ trước khi cho bé ăn dặm. Tuy nhiên, ăn dặm lại là bữa phụ, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính cho bé đến 12 tháng tuổi. Mẹ chỉ cho bé ăn ít để tập cho bé ăn, chứ không ép bé ăn. Các món ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi nên bắt đầu với bữa ăn loãng và đặc hơn sữa mẹ. Và khi bé quen dần thì chuyển thành thức ăn đặc hơn. Cách thức cho bé ăn dặm ở tháng thứ 5. 1. Bú sữa mẹ hoặc sữa ngoài tùy thuộc vào nhu cầu của bé. 2. Số lượng bữa ăn dặm là một bữa trên một ngày. 3. Thời gian nên ăn vào bữa sáng lúc 10 giờ đến khi bé được 6 tháng tuổi thì ăn thêm một bữa nữa trước 7 giờ tối. 4. Dạng thực phẩm loãng hoặc nghiền nhuyễn theo tỷ lệ 1 gạo và 10 nước. 5. Lượng thức ăn dặm bắt đầu với lượng là 1 thìa 5 ml trong mỗi lần giới thiệu món mới cho bé, tăng dần theo sự hào hứng ăn và thời gian khi bé đã thích ứng. Tuy nhiên, tối đa một ngày mẹ chỉ cho bé ăn khoảng 7 thìa trên một lần ăn. 6. Thứ tự nhóm thực phẩm cho bé ăn dặm. Nhóm 1, ngũ cốc, bắt đầu từ cháo trắng nghiền nhỏ. Nhóm 2, rau quả nghiền thật nhỏ và xay kỹ. Nhóm 3, cá, thịt, tôm, trứng, đậu nghiền nhuyễn và xay nhỏ. Những chú ý khi bé 5 tháng tuổi ăn dặm. Khi bắt đầu, mẹ chỉ cho bé ăn một số lượng nhỏ, thậm chí là ít hơn một muỗng cà phê. Khi giới thiệu cho bé một món ăn dặm mới, mẹ nên tập cho bé ăn thử trong vòng từ 3 đến 4 ngày. Mẹ nhớ là luôn luôn đa dạng hóa các nguyên liệu để chế biến, nhận biết được khẩu vị của bé. Trong quá trình cho bé ăn, mẹ hãy để mắt đến bé để kịp thời phát hiện những dấu hiệu lạ. Trong thời điểm này, mẹ không nên cho muối vào đồ ăn dặm. Nếu có thì lượng muối cho bé bằng 1/4 lượng muối cho người lớn. Mẹ cũng nên tránh cho bé ăn những loại cá lưng xanh như cá thu, các loại giáp xác như tôm cua, bạch tuộc và các loại ốc, thịt, bò sữa vì dễ gây dị ứng cho bé. Đối với những bé nhạy cảm, nếu bé không chịu ăn, mẹ không nên ép ăn và hãy ngừng khoảng 2 đến 3 ngày rồi chế biến thức ăn trơn hơn rồi cho bé thử lại nhé. Ngoài ra, mẹ cũng chỉ cho bé ăn từng thực phẩm mới mỗi lần, chứ không nên trộn lẫn để có thể biết được nguyên nhân gây ra dị ứng nếu có.
Và dưới đây là thực đơn ăn dặm gửi ý cho trẻ 5 tháng tuổi. Tuần đầu tiên, mẹ nên cho bé ăn khoảng 50ml đến 10ml cháo trắng. Tuần thứ hai, ngoài cháo trắng từ 15 đến 25ml, mẹ có thể thêm cà rốt 50ml, bí đỏ, khoai tây hoặc cà chua vào thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi. Tuần thứ ba, khi bé đã quen dần với thực phẩm mới, mẹ có thể tăng khẩu phần ăn cho bé mỗi ngày. Các món ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi sẽ bao gồm cháo trắng từ 30 đến 40ml, kết hợp với các loại rau củ quả, rau ngót 10ml, su hào 10ml. Sau cải bó xôi 10ml, tổng số lượng mà bé sẽ dung nạp mỗi ngày sẽ khoảng từ 40 đến 50ml. Tuần thứ tư, mẹ duy trì thực đơn và số lượng cho các bé ở như tuần thứ ba nhé. Với thực đơn ăn dặm cho bé như gợi ý trên, chúc các mẹ bổ sung thật đầy đủ dinh dưỡng cho bé để bé mau chóng lớn. Nếu vẫn có những thắc mắc cần phải giải đáp thì đừng quên để lại bình luận dưới video các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ đã xem video. Các mẹ nhớ ấn like, chia sẻ và nhớ đừng quên đăng ký kênh để xem các video tiếp theo nhé.